Liên quan vụ ngư phủ bị đánh gây thương tích trên tàu cá chiều ngày 17 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang thông tin vừa giải cứu thêm 2 nạn nhân. Như vậy, đến nay lực lượng chức năng đã giải cứu được 5 nạn nhân bị đánh trên tàu cá. Trước đó, ngày 3 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tiếp nhận được nguồn tin từ Tổng đài Quốc gia 111 và nguồn tin của công dân về việc có ngư phủ làm việc trên tàu cá bị đánh đập gây thương tích. Đến ngày 5 tháng 8, lực lượng chức năng đã giải cứu được 3 ngư phủ trên tàu bị chấn thương, nghi bị đánh đập. Quá trình điều tra vụ việc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang yêu cầu chủ tàu đưa tàu và các thuyền viên vào bờ để tiếp tục điều tra xác minh vụ việc. Vào ngày 14 tháng 8, khi tàu cá vào bờ, lực lượng biên phòng xác định và giải cứu thêm 2 nạn nhân khác cũng bị đánh trên tàu. Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, các nạn nhân trình bày do làm nghề ngư phủ thức đêm nhiều, yếu sức làm không nổi. Khi có cơ hội, mọi người định nhảy xuống biển bơi vào bờ thì bị phát hiện. Một người tên Mỹ đi chung tàu đã dùng cây đánh.